kết hợp soda hoặc là 7 ốc như bạn tùy thích. Đầu tiên thì mình sẽ đổ khoảng 10 ml nước cốt chanh vào nha các bạn. Tiếp theo đó là mình sẽ bỏ một ít lá bạc hà vào và sẽ dầm. Theo nữa là mình sẽ bỏ khoảng 15 ml nước đường mà mình đã pha sẵn vào. Mình sẽ khuấy lên một xíu. Tiếp theo là mình sẽ bỏ đá viên vào. Trang trí và một ít chanh nữa. Dằm nhuyễn lên các bạn. Tiếp theo là mình sẽ bỏ khoảng 15 mật ong, là mật ong mình đã cho sẵn vào ly.
3 mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đó chính là bưởi soda kết hợp với nước cốt bưởi và ép cam nha các bạn. Mình sẽ bỏ bưởi vào trước này. Chọn bưởi năm voi hoặc là bưởi da xanh để cho nó có vị ngọt, các bạn nó không có bị chát, làm nước nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình bỏ tầm khoảng hơn nửa cốc bưởi vào là được rồi, mình bỏ không nhiều, mình sẽ có nước cốt bưởi và nước cốt cam. Mình đã dằm tơi cái hạt bưởi ra như vậy rồi thì mình sẽ bắt đầu bỏ nước ép vào nha. Mình sẽ cho một ít nước đường vào. Cho có độ ngọt đó các bạn. Khoảng 15ml đường. Tiếp theo là mình sẽ cho nước ép cam vào như thế này. Cam mình đã ép sẵn rồi. Tiếp tục là mình sẽ cho đá vào. Mình sẽ cho nước ép bưởi cuối cùng để cho nó có hai màu rõ rệt các bạn. Và cái mùi chanh nó thơm cho cái ly. Rồi tiếp đến là mình sẽ cho một ít tỏi ớt vào. Và cuối cùng là mình sẽ bỏ cái ít bưởi vào. Xong cái ly bưởi soda nha các bạn. Đây là 3 ly nước chanh soda, quýt soda và bưởi soda kết hợp với lại nước ép bưởi và nước ép cam, mình đã hoàn thành xong nha các bạn. Hy vọng là các bạn có thể thực hiện dễ dàng tại nhà. Mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem để các bạn nhìn rõ hơn nhé. Đây là bên đây là chanh nè các bạn. Chính giữa là quýt. Và ly cuối cùng bên này đậm hơn là có sự kết hợp giữa cam và ép bưởi.
với những cái mùa hè nóng lực này thì các bạn có thể làm nhanh những cái món này thưởng thức khi mát tại nhà nhé các bạn. Chúc các bạn có thể thực hiện món này thành công và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.